Vận động viên leo núi này không còn trẻ. Không những không còn trẻ mà ông còn rất già, quá già cho một cuộc leo núi. Ông đã 81 tuổi nhưng vẫn đang tập luyện để chiến thắng một trong những đỉnh núi cao nhất thế giới. Chiến thắng này sẽ được ông trao tặng cho những nạn nhân cao tuổi của dịch bệnh COVID-19. Tôi tên là Carlos Soria, một nhà leo núi kỳ cựu, rất kỳ cựu. Tôi đã leo núi nhiều năm rồi. Bây giờ tôi đã 81 tuổi và kế hoạch của tôi là leo hết 14 đỉnh ở độ cao hơn 8.000 mét so với mực nước biển. Ông Soria là người Tây Ban Nha, sống ở vùng núi Sierra Guadarrama, phía bắc Madrid. Gửi những người bạn đồng niên, không phải là những người bạn leo núi, mà là những người bạn bằng tuổi nói chung. Gửi tất cả những người đã mất vì đại dịch, khủng hoảng khủng khiếp này. Tôi với tư cách là một người cao tuổi, muốn dành tặng họ chuyến leo núi sắp tới. Đến đó ngắt một vài bông hoa hay gì đó, hoặc chỉ là ghi lại khoảnh khắc như là một kỷ niệm về họ. Tôi cảm thấy mình thực sự muốn làm như thế. Tôi đã leo nhiều cung đường cực khó, từ những dãy núi Alps đến tất cả các địa điểm khác trên thế giới, đặc biệt là ở bán đảo của chúng tôi. Nhưng từ ngày tôi già đi, tôi nghĩ sẽ là một điều đẹp đẽ khi làm cho mọi người hiểu rằng, đến những độ tuổi nhất định, họ không nên từ bỏ nhiều thứ chỉ vì tuổi tác. Ông Soria chinh phục được 12 trong số 8.000 đỉnh núi cao nhất thế giới. Giờ đây ông muốn chinh phục nốt hai đỉnh núi Dolagiri và Shishapama ở Tây Tạng để trở thành nhà leo núi già nhất chinh phục được 14 đỉnh núi cao nhất hành tinh. Ông Soria đã dự định thực hiện kế hoạch này trong năm nay, nhưng đại dịch đã đẩy phần lớn thế giới rơi vào tình trạng bế tắc và kế hoạch của ông bị đóng băng. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch của mình mùa xuân tới và có thể trao tặng chiến thắng của mình cho tất cả người cao tuổi, những người lớn tuổi hơn, những người đã có một khoảng thời gian tồi tệ và đang có một khoảng thời gian tồi tệ, và những người đã qua đời. Tôi muốn thực hiện sự kính trọng nhỏ bé này vào mùa xuân tới bằng cách chinh phục núi Dolagiri. Ông đã tận dụng hầu hết khoảng thời gian ở nhà để tập luyện bằng cách ngủ trong một căn phòng siêu âm, mô phỏng lại điều kiện khí quyển của sự sống ở độ cao 5.000 mét so với mực nước biển. Tôi thậm chí đã ngủ ở đây trong một buồng giảm áp, mô phỏng lại điều kiện khí quyển ở độ cao khoảng 5.000 mét trên mực nước biển. Nghĩ về việc đến dãy núi Himalaya vào cuối tháng 3, đột nhiên đại dịch xảy ra và tất cả mọi thứ đổ bể. Dẫu vậy, ông Soria vẫn chăm chỉ mài dũa kỹ năng, cùng chúc cho ông Soria sẽ hoàn thành được mục đích của cuộc đời.